trùm quyền lực cuối cùng. The Last Dawn, tác giả Mario Puzo, dịch giả Đặng Phi Bằng, Ngọc Nhi. Tập 29. Phần 5. Lễ ban thánh thể. Chương 21. Rất may là cảnh quay cận ảnh của Stephen Stallings trong phim Messalina thực hiện xong thì hắn mới chết. Nếu phải quay lại, sẽ phải mất toi hàng triệu đô la. Cảnh quay cuối cùng là cảnh chiến trận giữa phim, một thành phố sa mạc được dựng lên cách Vegas 50 dặm làm căn cứ quân Persia. Hoàng đế Claudius, Stephen Stallings đóng, sẽ cùng hoàng hậu Messalina, Athena đóng, phá hủy thành phố này. Cuối ngày, Stephen Stallings rút về phòng khách sạn tại thị trấn. Hắn thu sẵn ma túy, rượu và tha theo hai con nhỏ để hú hí qua đêm. Hắn đang sùng, sẵn sàng đá đích tất cả mọi người. Cũng lý do đó, đó là vai diễn của hắn bị cắt thành vai thứ yếu, không phải vai dành cho một ngôi sao. Hắn thấy sự nghiệp của hắn đang tụt xuống hàng hai, đều không tránh được của một ngôi sao luống tuổi. Lại thêm việc suốt thời gian quay phim, Athena đối với hắn thật xa cách. Hắn cứ hy vọng nhiều hơn thế cơ. Còn chuyện nữa, kể ra cũng hơi trẻ con, là trong bữa tiệc chiếu bản nháp bộ phim sắp quay xong, hắn sẽ không được đối đãi như một ngôi sao. Hắn không được ở một trong những cái biệt thự nổi tiếng của khách sạn Xanadu. Sau những năm tháng dài trong cái nghề này, hắn dư biết sự vận hành của cơ cấu quyền lực. Khi còn là một ngôi sao đáng giá, hắn có thể đè bẹp tất cả mọi người. Về lý thuyết thì giám đốc hãng phim là sếp, lão bật đèn xanh cho mọi cuốn phim. Anh sản xuất nào có quy, đem tiền lại cho hãng, cũng là sếp. Anh ta thu xếp các thành phần cho ăn khớp nhau, từ các ngôi sao, đạo diễn, kịch bản, thu tiền của những tay mang danh đồng sản xuất, nhưng không có thực quyền. Thời điểm này, anh ta là sếp. Nhưng khi bấm máy, anh đạo diễn là sếp. Nếu anh ta là đạo diễn hạng A, hay kể cả những anh đã có chút tiếng tăm, nghĩa là một anh có thể bảo đảm được lượng khán giả trong những tuần lễ khai mạc, hay hấp dẫn được các ngôi sao sáng giá chịu xuất hiện. Đạo diễn có toàn quyền quyết định mọi thứ liên quan đến bộ phim. Cái gì cũng phải thông qua đạo diễn, từ trang phục, âm nhạc, phong cảnh diễn xuất. Ban đạo diễn là khối mạnh nhất trong chuyện làm phim. Không có một đạo diễn tên tuổi nào lại chịu thay thế một đạo diễn khác. Nhưng dù cho tất cả bọn này có quyền lực thật, cũng phải cúi chào bọn ngôi sao có giá. Một đạo diễn mà có hai ngôi sao có giá cùng một lúc trong một bộ phim, giống như người ta cưỡi một lúc hai con ngựa trứng, cũng có ngày ngã ngựa cho xem. Cảnh quay ban sáng đã làm cho hắn mệt nhoài, nên Stephen Stallings cần phải nghỉ ngơi. Hắn tắm một cái, sực một miếng bít tết lớn, và khi hai ả kia lên đến nơi, hai ả là tài năng tỉnh lẻ và cũng không đến nỗi xấu xí. Hắn nhồi cho hai ả cocaine và champagne, bởi vì hắn đã gác kiếm khi sự nghiệp của hắn đã đến buổi hoàng hôn. Hắn đâu cần phải ý tứ nữa, hắn chơi ma túy thật nặng. Hai ả mặc hai chiếc t-shirt có da hàng chữ "Tôi yêu cái mông" của Stephen Stallings, nhằm tôn vinh cái bàn tọa được nhiều người cả nam lẫn nữ hâm mộ toàn thế giới. Hai ả được đối xử đàng hoàng, và ngay sau liều cocaine, cả hai lột luôn áo và cuốn lấy hắn. Stallings nằm đê mê tưởng tượng khi cả bọn giao hưởng, hắn thấy thoải mái vô cùng. Mai này ở buổi tiệc tổng kết, hắn sẽ gặp gỡ tất cả những kỳ tích của mình. Hắn đã xài Athena Akitan, hắn làm luôn Claudia, người viết chuyện phim và hồi xưa cả Dita Tomei nữa, cho cái thời mà cô ta chưa hoàn toàn hướng về cái trò tình dục đông phương của cô ta. Hắn cũng đã tọa te với cả vợ của Benz và một người nữa không được vào danh sách là vợ của Skippy Deer vì cô ta đã chết. Lúc nào đi dự dạ tiệc, hắn cũng có cái cảm giác là mình đức hạnh khi hắn nhìn quanh và hòa đồng với bọn phụ nữ đoan trang ngồi cạnh chồng hoặc người tình. Ai thì hắn cũng là người gần gũi. Đang nghĩ thế, hắn bị cắt ngang. Một trong hai ả kia thọt tay vào đít hắn và làm hắn khó chịu. Hắn bị trĩ. Hắn nhổm dậy hít thêm cocaine và uống một miệng champagne. Nhưng rượu lại làm bao tử hắn khó chịu. Hắn nôn nao và mất phương hướng. Hắn không biết hắn đang ở đâu nữa. Đột nhiên hắn thấy mệt quá,
Chân khuỵu xuống, cái ly rơi khỏi tay. Hắn cảm thấy đầu óc rối tung lên. Hắn nghe văng vẳng một trong hai ả rú lên. Hắn giận ả quá chừng. Và điều cuối cùng hắn cảm thấy là trong đầu hắn một vệt sáng lòa xẹt qua. Những gì xảy đến tiếp theo có thể nói là đã xảy ra pha lẫn giữa sự xuẩn ngốc và độc địa. Ả nọ rú lên vì Steven đổ qua người ả, lộn xuống giường, miệng há hốc, mắt trợn trừng. Rõ ràng là chết nhăn răng làm cho hai ả hết hồn và cứ đứng đấy mà gào thét. Tiếng hát thu hút các nhân sự trong khách sạn và một số người đang đánh bài trong một sòng nhỏ chỉ có một máu giật tiền. Một bàn xì ngầu, một bàn xì dách. Cả bọn theo tiếng thét đổ lên lầu. Bên ngoài căn phòng mở toang cửa của Stirling, rất đông người đứng trố mắt nhìn tấm thân trần truồng của hắn nằm vật ra giữa đường. Chỉ khoảng vài phút sau, thêm một đám đông nữa, hàng trăm người chứ chẳng chơi, trong thị trấn đổ xô đến, bọn họ tràn vào phòng để có thể rờ được vào người hắn. Ban đầu chỉ là sự đụng chạm mến mộ vào thân thể người đàn ông từng làm phụ nữ năm châu cháy bỏng, rồi một vài cô nàng hôn hắn, vài người khác rờ súng, rờ đạn hắn. Một người mở dí lôi ra chiếc kéo tỉa luôn mái tóc đen bóng của hắn để lộ ra cái da đầu xăm xám. Đó là trò ngu xuẩn. Còn cái độc là Skippy Deer, một trong những người đến đầu tiên nhưng không gọi ngay cho cảnh sát. Hắn đứng đó theo dõi đám phụ nữ đầu tiên ập vào cái xác của Stevens. Hắn nhìn rõ lắm, cái miệng của Stolins mở rộng như thể đang hát và mặt hắn toát lên vẻ ngạc nhiên. Deer còn nhìn thấy người phụ nữ đầu tiên đến gần cái xác nhẹ nhàng vuốt mắt và khép cái miệng hắn lại trước khi hôn nhẹ lên trán hắn. Nhưng ả bị đám thứ hai ào ào tiến tới đẩy qua một bên. Đia cảm nhận được sự cay độc trong hắn. Hắn cảm thấy hai cái sừng trên đầu hắn ngứa ngáy và hắn cứ để bọn kia ập tới không ngăn cản. Stolins vẫn thường tự thú là không có người phụ nữ nào cưỡng lại hắn và rõ ràng là hắn có lý. Ngay cả hắn chết rồi mà vẫn được bọn phụ nữ vuốt ve. Chỉ một khi mẫu tay của Stolins bị mất và hắn bị lật nghiêng khoe cái bàn tọa trứ danh, toàn thân thể tím ngắt, thì Deer mới gọi cảnh sát, kiểm soát tình hình và giải quyết mọi chuyện. Đó là những gì nhà sản xuất từng làm. Đó là thế mạnh của họ. Skippy Deer thu xếp mọi chuyện để người ta có thể khám nghiệm cái xác chết của Stolins ngay lập tức, rồi chuyển về Los Angeles để tổ chức tang lễ vào 3 ngày sau. Kết quả khám nghiệm cho biết Stolins chết vì ngạt mạch máu não, mạch dở và máu tràn lên đầu. Dia lùng được hai ả cùng với Stolins đêm đó và hứa là hai ả sẽ không bị khởi tố về tội chơi cocaine, ngoài ra còn được ký hợp đồng đóng những vai nhỏ trong bộ phim hắn đang sản xuất. Hắn sẽ trả hai ả $1,000 mỗi tuần trong vòng 2 năm. Tuy nhiên, có một điều thỏa thuận khác là hai ả hé môi với ai về cái chết của Stolins là xem như hủy hợp đồng. Rồi hắn tranh thủ gọi cho Bobby Benz ở Los Angeles để báo cho gã biết hắn đã làm gì. Hắn cũng gọi điện cho Dita Tommy để báo tin và bảo cô nhắc toàn bộ nhân sự làm phim Messalina, hạng xịn cũng như hạng thứ, nhớ đi dự buổi chiếu ở Vegas và bữa tiệc tổng kết. Và rồi, bị kích động còn hơn lời hắn nói ra, hắn uống 2 viên Halcyon và đi ngủ. Chương 22. Cái chết của Steven Stolins không ảnh hưởng gì đến buổi trình chiếu bản nháp của bộ phim và bữa tiệc tại Vegas. Đó là nhờ cái tài của Skippy Deer và cái tình cảm theo kiểu điện ảnh. Đó là thật tình Stolins từng là ngôi sao sáng giá, nhưng cái thời ấy đâu còn nữa. Đồng ý là hắn từng làm tình trên thân xác nhiều phụ nữ và hàng triệu phụ nữ khác bằng tư tưởng. Những chuyện yêu đương nhăn nhít của hắn chỉ là hai bên trao đổi cho vui, nào có nghĩa gì? Kể cả cánh phụ nữ trong nghề điện ảnh với nhau, Athena, Claudia, Dita Tommy và ba minh tinh khác cũng chẳng sầu thảm đến mức như chân lãng mạn có thể tưởng tượng. Ai cũng nhất trí buổi chiếu phim và bữa tiệc cứ việc tiến hành. Quản lại vì cái chết của anh ta, hẳn anh ta buồn khổ lắm. Trong kỹ nghệ điện ảnh, người ta từ biệt người tình lúc chấm dứt bộ phim cũng lịch sự như người ta từ giã bạn nhảy trong những tiệc khiêu vũ thời xưa vậy. Skippy Deer quả quyết là chính hắn có ý định tổ chức bữa tiệc chiếu phim ở khách sạn Xanadu vào đúng đêm đó. Vì hắn biết mấy hôm nữa Athena sẽ rời đất Mỹ, nên muốn kiểm tra lại xem Athena có cần đóng lại cảnh nào không. Nhưng sự thật thì chính Cross đã đề xuất việc tổ chức tại khách sạn Xanadu. Nó yêu cầu như đó là một đặc ân.
Cross bảo Dia, việc này là màn quảng cáo mạnh cho Xanadu đấy. Và đây là những gì tôi sẽ cung cấp cho các anh. Tôi bao tất cả nhân viên đoàn phim và khách mời của anh trọn một đêm, gồm ăn, nhậu và phòng. Tôi sẽ giao cho anh và Ben một biệt thự, Athena một biệt thự. Tôi sẽ cung cấp an ninh bảo vệ để không ai được coi bản phim nháp như tụi nhà báo chẳng hạn. Anh cũng đâu có muốn, phải không nào? Anh từng gào lên là anh muốn một cái biệt thự hàng bao năm rồi mà. Dia suy nghĩ hỏi, chỉ để quảng cáo sao? Cross cười cười. Tất nhiên là anh đưa đến hàng trăm người với cả mớ bạc, sòng bài của khách sạn cũng kiếm được. Ben không đánh bạc, chỉ có tôi, anh là sao? Anh lại sẽ moi hết tiền của tôi mất. Tôi sẽ đưa cho anh 50.000 bằng tín dụng. Nếu anh thua, tụi tôi không ép trả ngay đâu. Ria chịu lắm, hắn bảo. Ok, nhưng phải coi đây là ý của tôi. Nếu không, tôi cóc bán phim được cho công ty. Rồi Cross đế thêm. Athena cũng tới đây. Cô em là lý do chính để tôi nhào vô chuyện phim ảnh mà. Bobby Benz, Melo Stewart và Claudia bay tới Vegas bằng chiếc phản lực của phim trường. Athena và toàn thể nhóm diễn viên còn lại tới bằng xe riêng. Sau khi hoàn tất cảnh quay, Dita Tommy cũng vậy. Thượng nghị sĩ Waven sẽ đại diện tiểu bang Nevada cùng tới với thống đốc Nevada, người đã được chính Waven tiến cử vào chức vụ này. Dante và Lucy được dành hai căn hộ trong một biệt thự. Bốn hộ còn lại dành cho Lia Vassi và người của hắn. Thượng nghị sĩ Waven và viên thống đốc cùng bộ hạ ở trong một biệt thự khác. Cross thu xếp để họ ăn tối riêng với một bầy vũ nữ được tuyển lựa kỹ càng. Nó hy vọng sự hiện diện của đám này sẽ làm dịu bớt những cuộc điều tra khi mọi chuyện xảy ra. Mấy hung lớn này sẽ dùng thế lực chính trị để bịt miệng dư luận và luật pháp. Cross phá tuốt luật lệ. Nó để Athena ở biệt thự, nhưng cả Claudia, Dita Tommy và Molly Flander cũng ở trong mấy căn hộ chung biệt thự đó luôn. Hai căn hộ còn lại là của toán bốn người của Lia Vazzi để bảo vệ Athena. Cái biệt thự thứ tư dành cho Benz và Skipidia và tùy tùng. Ba biệt thự còn lại dành cho 20 tên của Lia Vazzi. Tụi này sẽ thay thế bọn bảo vệ thường ngày. Tuy nhiên không thể nào trong toán của Vazzi được chính thức hành động. Chúng không hề biết mục đích thật sự của Cross. Chỉ có Lia và Cross là tay hành quyết. Cross đóng cửa sòng bạc trân châu tại khu biệt thự 2 ngày. Đa số nhân vật Hollywood, dù thành công cách mấy, cũng không đủ khả năng gồng sòng này. Còn đám khách siêu giàu có đã đặt chỗ trước thì đã được thông báo khu biệt thự đóng cửa để sửa chữa, nâng cấp. Theo kế hoạch Cross và Lia đã quyết định, Cross sẽ xẻ thịt thằng Dante, Lia mần thằng Lucy. Nếu ông Trùm quyết tâm xử tội hai đứa, mà xác định được là Lia thịt thằng cháu Dente của ông sẽ quét sạch toàn gia thằng Lia. Nhưng nếu ông biết ra sự thật chính Cross làm chuyện đó, không đời nào ông trút quán lên đầu Claudia, dầu gì Claudia cũng mang dòng máu nhà Clericusio. Hơn nữa, Lia lại có tư thù với thằng Lucy. Tất nhiên, phải nói là tôi rất ngạc nhiên khi anh yêu cầu tôi làm việc này. Tôi đâu biết anh và Athena gắn bó thế. Ngoài ra, bản thân Athena cũng là người giàu có. Cô ấy có thể cần nhiều tiền hơn số cô ấy hiện có. Con gái cô ấy phải không? Tôi có biết. Tôi là luật sư riêng của cô ấy mà. Anh có lý. Có thể Bethany cần số tiền đó. Vậy mà trước kia tôi lại nghĩ khác. Nghĩ khác? Khác làm sao? Tôi nghĩ chính anh làm vụ thằng Bo Skinner. Tôi nghĩ anh là một tay mafia tàn nhẫn. Tôi nhớ anh đã nhắc đến thằng nhỏ tôi đã cứu khỏi án tử, rồi nó bị giết trong một vụ dính dáng đến ma túy. Cross cười hỏi, bây giờ chị thấy đã lầm quá rồi, phải không? Molly lạnh lùng nhìn nó. Và tôi ngạc nhiên thấy anh để thằng Bobby Benz chơi anh văn khỏi phần chia lãi phim Messalina. Cross đáp, ba cái lẻ tẻ nhằm nhò gì? Nó nhớ tới ông Trùm và David Redfeller. Ngày mốt Athena qua Pháp, cũng khá lâu đấy, anh có đi cùng cô ấy không? Không, ở đây tôi còn quá nhiều việc phải làm. Thôi được, tôi sẽ gặp anh tại bữa tiệc chiếu phim. May ra xem bộ nháp đó rồi anh mới mở mắt ra, thấy thằng Benz khoắn của anh một tài sản cỡ nào. Cũng chẳng sao.
Nè, anh biết không? Moody ta tưởng mấy hàng chữ ngay đầu bản nháp bộ phim để tưởng niệm Steven Stolins. Thằng Ben tức điên lên. Sao vậy? Vì Steven xài tuốt đám đàn bà mà thằng Ben cóc ra tới được. Trước khi đi hẳn, Molly còn phán thêm một câu. Tụi đàn ông thối như cứt. Ra ban công ngồi. Con phố Vegas phía dưới nườm nượp người là người, thiên hạ len lỏi, nối đuôi nhau vào sòng bạc khách sạn. Đèn neon nhấp nháy bảng hiệu Caesar, Cát, Ảo Ảnh, Aladdin, Lữ Quán Sa Mạc, Ánh Sao, xanh, đỏ, tím vàng thành một đường dài vô tận đến tận sa mạc và dãy núi xa xa. Ánh sáng mặt trời chiều không đủ làm ánh đèn dịu bớt. Đám làm phim Messalina sẽ đến khoảng 3 giờ. Lúc đó, nó sẽ gặp Athena lần cuối xem có gì trục trặc không. Cross bốc phone đặt tại ban công, gọi cho Lia Vassi lên lầu thượng để rà lại kế hoạch lần nữa. Bản nháp phim Messalina hoàn tất vào đúng trưa. Dithatomy muốn quay cảnh mặt trời lên, tỏa ánh sáng rạng rỡ trên bãi chiến trường hoang tàn chết chóc của quân La Mã. Và Athena cùng Steven Stolins đứng nhìn xuống cảnh kinh hoàng đó. Ai cho người đóng thế Stolins dùng bóng đổ lên mặt để ngụy trang. Gần 3 giờ xe chở máy quay, mấy cái remote dùng làm chỗ ở, mấy bếp ăn lưu động, xe chở trang phục và vũ khí có trước công nguyên mới di chuyển tới Vegas. Cross bao hết đoàn phim, từ sếp tới lính, bao trọn gói, ăn, nhậu, phòng. Hãng Lawson đưa ra cái danh sách hơn 300 tên, vậy là Cross hào phóng quá, trọng hậu quá rồi chứ. Nhưng 300 con người này cũng dốc đáng kể số tiền lương của họ vô sòng bạc của khách sạn tôi. Điều này nó đã học được bài bản từ lão Cronenberg. Khi người ta thoải mái, khi người ta hoan hỷ chúc tụng nhau, người ta đánh bạc. Bản nháp của Messalina sẽ được chiếu lúc 10 giờ đêm, không nhạc, không hiệu quả đặc biệt. Sau buổi chiếu phim là tiệc liên hoan. Phòng khiêu vũ rộng lớn của Xanadu, nơi đã tổ chức bữa tiệc của thằng Tim Bự, được chia làm hai. Một bên chiếu phim, một bên hòa nhạc và đãi cốc tay. Khoảng 4 giờ, mọi người đều tề tựu tại khách sạn và khu biệt thự, chẳng ai vắng mặt. Mọi thứ đều miễn phí, mà lại bằng sự kết hợp của hai thế giới mê ly ảo mộng, Hollywood và Vegas. Đám nhà báo nổ sùng về hàng rào an ninh dày đặc. Không ai được xâm nhập khu biệt thự và phòng khiêu vũ. Quý vị phó nháy cũng bó tay, không được phép chụp các diễn viên trong phim, đạo diễn, nghệ sĩ, thống đốc, nhà sản xuất, giám đốc phim trường. Họ cũng không được vào xem chiếu bộ phim nháp. Họ đành ráo quanh sòng bạc gạ mua căn cứ của những tay cò con trong đoàn để có thể lách vô phòng khiêu vũ. Cũng có vài tay thành công. Hai gã chuyên đóng thế gia và hai mụ phục vụ ham tiền đã bán căn cứ cho mấy phóng viên với giá 1.000 đô. Dante và Jim Lossie hít hà trước cảnh xa hoa của ngôi biệt thự. Lossie lắc đầu kinh ngạc nói hoang hoang. Vàng trong nhà xí đủ cho một thằng đạo chích sống suốt đời. Thằng Dante mỉa. Sướng thế này, chỉ sau 6 tháng là chết mẹ nó rồi. Hai đứa ngồi trong phòng khách nơi căn hộ của Dente. Không cần kêu hầu phòng, vì trong tủ lạnh đầy ắp sandwich, bánh quy, trứng cá, caviar, bia và rượu hảo hạng. Lucy bảo, vậy là tụi mình thu xếp xong. Xong, và khi kết thúc tôi xin ông ngoại cái khách sạn này. Lúc đó mình ung dung suốt đời. Quan trọng là sao nó phải đến đây một mình. Yên tâm, tôi sẽ lo vụ này, kẹt quá thì kéo mẹ nó ra sa mạc. Nhưng quan trọng là làm sao kéo nó tới biệt thự này kia. Tôi sẽ bảo là cậu rọt rơ bí mật tới đây để gặp nó. Tôi ra tay, anh dọn chiến trường. Nghề của chàng mà, anh rành quá ba cái vụ này. Tôi biết tự tóm các anh lần mò dấu vết như thế nào mà. Nó hí hẩn tiếp. Tốt nhất là quẳng xác nó vô sa mạc. Cóc đứa nào kiếm ra được đâu. Nè, anh biết không? Thằng Cross đã lẫn mặt cậu Jojo trong cái đêm Bippy chết đó. Nó không dám giở trò đó nữa đâu. Lỡ nó cứ giở trò thì sao? Tao ngồi chờ cả đêm à. Athena ở ngay villa kế bên nè, qua là một cú xả xui. Kẹt là bỏ mẹ cả đám. Thằng Dante cười nham nhở. Mình kéo mẹ nó ra sa mạc cùng với thằng Cross luôn. Mày điên à? Lucy nói và nhận ra thằng này điên thật. Tại sao không được chứ? Sao không giải trí tí ti được? Sa mạc đủ lớn để vùi hai cái thây chúng đó mà. Lucy nghĩ đến thân hình Athena,
Khuôn mặt yêu kiều, dáng vẻ, giọng nói đài cát của nàng. Ôi, nó và thằng Dente sẽ cùng nhau vui vậy. Hắn từng giết người rồi, có thành thằng hiếp dâm cũng được thôi. Thằng nhỏ nhóc Malo, Pippi Delena, thằng bạn già cộng sự của hắn, Saki. Đã ba lần hắn là cái sát nhân, vậy mà vẫn hổ thẹn với chuyện hãm hiếp sao? Hắn đã trở thành một trong những tên khốn kiếp mà suốt đời hắn từng lùng bắt. Mà là vì một con đàn bà từng bán thân cho đủ mọi người. Nhưng cái thằng quỷ nhỏ đội cái nón kỳ cục trước mặt hắn đây quả là một sự thách thức. Lucy bảo, tao thử coi, tao sẽ mời qua uống rượu. Nếu ả nhận lời thì coi như ả tự hiến đấy. Thằng Dente khoái chí tán, đứa chó nào chẳng khoái cái khoản đó, tụi mình cũng thích mê đi. Rồi hai đứa bàn chi tiết. Xong Dente vào phòng tắm một phát, nó khoái sử dụng hương thơm đắt tiền của ngôi biệt thự này. Nó nằm trong làn nước ấm, thơm phức nước hoa, mái tóc đen trông như cái bờ ngựa của dòng dõi nhà Clericugio, bọt xà phòng làm thành cái chớp trắng xóa. Nó nghĩ ngợi về số phận sắp tới của nó. Sau khi quẳng được xác Cross vào sa mạc mới là gay go nhất. Nó sẽ phải thuyết phục ông ngoại là nó vô tội. Nếu gạt quá, nó sẽ thú thật chuyện Pippi luôn. Ông ngoại sẽ tha thứ cho nó. Bao giờ ông trộm chẳng đặc biệt ưu ái nó. Hơn nữa, bây giờ nó đã là một cây búa của gia đình. Nó sẽ xin được chỉ định làm sếp sòng khu Tây và khách sạn Sanadu. Giorgio chắc sẽ phản đối, còn hai cậu Vincent Petit thì dung hòa. Hai ông cậu này rất vừa lòng trong cảnh sống hợp pháp. Nhưng ông cụ thì sống bao lâu nữa? Cậu Giorgio là tay trí thức, thì phải đến cái thời của một tay biết tạo ra những cuộc chiến lên ngôi hoàng đế. Nó sẽ không đời nào rút vô xã hội hợp pháp. Nó sẽ lãnh đạo gia đình tới bến vinh quang. Nó không bao giờ từ bỏ cái quyền sinh sát. Dente ra khỏi bồn tắm, mở giò sen xả xà phòng trên mái tóc xoắn như dây thừng của nó, thoa lên người bằng nước hoa từ những lọ xinh xinh, rồi sau khi đọc hướng dẫn cẩn thận, nó bôi gom thơm từ những ống nhỏ xíu lên tóc. Nó mở vali đựng những cái nón thời phục hưng của nó, lựa một cái có đính những viên đá quý, theo chỉ vàng và tím, coi chiếc nón ngố dậy, nhưng đội lên, trông thằng Dente quách hẳn ra. Nhờ cái nón, trông nó như một hoàng tử vậy. Đặc biệt là hàng ngọc bích rất trắng. Tối nay Athena sẽ thấy nó trong dáng vẻ này. Có tệ nữa thì vẫn còn có Tiffany. Khi đóng bộ xong, nó lại nghĩ đến sắp đặt đời sống tương lai. Nó sẽ sống trong một biệt thự xa hoa như một lâu đài. Nó sẽ có một nguồn không bao giờ cạn, toàn gái đẹp. Một lãnh cung ca vũ nhạc ngay trong khách sạn Sanadu. Nó ăn tại 6 nhà hàng với 6 đặc sản khác nhau. Nó sẽ ra lệnh cho kẻ thù phải chết, bàn thưởng cho bạn bè. Nó sẽ trở thành gần như hoàng đế La Mã ở mức độ thời hiện đại này cho phép, và chỉ có Cross là kẻ cản đường duy nhất. Khi còn lại một mình, Lucy ngẫm lại quãng đời qua, nửa con đường đầu đời trong nghề. Hắn từng là một cảnh sát có tài, một hiệp sĩ thực thụ hiên ngang bảo vệ xã hội. Hắn căm ghét bọn tội phạm ghê gớm, nhất là tụi đen. Và dần dần hắn thay đổi. Hắn phải đấu tranh kịch liệt chống lại các phương tiện truyền thông lên án cảnh sát là tụi độc ác. Các xã hội mà hắn đang ra sức bảo vệ khỏi bọn xấu quay lại tấn công hắn. Các cấp trên của hắn mặc sắc phục có gu tua vàng, sánh vai với bọn chính khách đi biệp nhân dân với những luận điệu như tại sao không nên ghét bỏ tụi da đen mà khinh ghét tụi nhỏ thì tội giá gì chứ. Tụi nhỏ hầu như phạm đủ mọi thứ tội trên đời. Bộ nó không phải là một thằng Mỹ tự do có quyền muốn ghét thì ghét hay sao? Tụi nhỏ là lũ gián hồi hám, gặm nhấm ráo trọi nền văn minh. Chúng cốc khoái làm việc, học hành. Chúng chỉ có cái thú ban đêm đốt lửa lên chơi như đánh bóng rổ dưới trăng vậy. Chúng tấn công người tay không, biến đàn bà con gái của chúng thành đĩ điếm. Chúng không biết tôn trọng luật pháp và những người thi hành luật pháp là gì. Cho nên công việc của hắn là bảo vệ người giàu khỏi sự ác độc của kẻ nghèo. Và ước mơ của riêng hắn là trở nên giàu có. Hắn ước áo quần, đồ ăn, thức uống, xa hơi và nhất là phụ nữ. Những thứ mà tụi giàu dư khả năng mua và chắc chắn những kẻ đó là dân Mỹ. Khởi đầu, hắn nhận hối lộ để bảo kê sòng bạc, rồi kế đó tống tiền bọn buôn ma túy. Trước kia hắn từng tự hào với cái danh anh hùng cảnh sát mà hắn được vinh phong vì những sự dũng cảm hắn đã thể hiện. Nhưng có tiếng mà không có miếng, hắn vẫn cứ phải mua quần áo rẻ mạt, cứ phải tặng tiện chi thu, và hắn... Kẻ bảo vệ kẻ giàu khỏi kẻ nghèo, chẳng được đền đáp gì và vẫn nằm trong đám thằng bần. Nhưng cái giọt nước làm tràn ly chính là vì cái lối thiên hạ coi hắn còn thấp hơn cả đám tội phạm. Còn bọn hiếp dâm,
buôn lậu, bọn cướp cửa, bọn hại người giữa ban ngày lại có quy hơn mấy thằng cớm. Trải qua nhiều năm, con người Lucy biến đổi từ tâm não. Tụi nhà báo, truyền hình vẫn ra rã chửi bọn thi hành pháp luật. Tiền sư cái luật Miranda, cái tụi hội hè Mỹ tự do. Cứ thử để mấy thằng luật gia đó đi tuần tra 6 tháng coi. Thế nào tụi nó chẳng cho dựng ngay cái giá treo cổ lên. Sau cùng, hắn chơi mánh, hăm dọa, đập thẳng tay một thằng chó chết nào đó cho đến khi nhận tội đại, rồi tống nó khỏi dòng xã hội. Nhưng Lucy cũng không hoàn toàn tha hóa. Nó là một thằng cớm quá tốt, nó không thể bắn mình thành kẻ sát nhân. Chỉ cần rũ bỏ tất cả là nó giàu to, hắn sẽ ném theo hành sự, bằng khen vào mặt tụi chính quyền và thiên hạ. Hắn sẽ trở thành một xếp sòng an ninh khách sạn Sanadu với tiền lương gấp 10 lần, và từ cái thiên đường trong sa mạc này, hắn khoái trái nhìn Los Angeles dở dụng dưới đòn tấn công của lũ tội phạm, cái lũ mà hắn không còn phải chống trả nữa. Tối nay đi xem phim và dự tiệc, biết đâu chừng hắn kiếm được một phát gia Athena. Nghĩ tới điều đó hắn quản, dù cả thân thể hắn nhoi nhói đau vì ý tưởng sôi nổi dục tình. Trong bữa tiệc hắn cùng đề xuất với Skippy đại cương truyện phim dựa trên sự nghiệp hắn, sự nghiệp một anh hùng cảnh sát tại sở cảnh sát Los Angeles. Ngộ thật, Dante bảo hắn là thằng Cross muốn đầu tư vào bộ phim, tại sao lại phải thịt một thằng có ý định bỏ tiền đầu tư vào bộ phim của hắn nhỉ? Cũng đơn giản thôi, bởi vì hắn biết chắc thằng Dante sẽ thịt hắn nếu hắn rút lui. Hắn cứng cựa thật, nhưng chơi không lại thằng Dante, hắn biết quá rõ nhà Clericuzio mà. Hắn thoáng nghĩ đến thằng Marlowe, một thằng nhỏ khá, lúc nào cũng dễ thương, luôn vui vẻ hợp tác. Hắn nhẫn chịu thằng Marlowe, phải hạ thằng này là một điều hắn rất ân hận. Còn cả giờ nữa mới tới giờ chiếu phim, dự tiệc. Jim Lucy có thể vô sòng bài, nhưng nó phản đối cờ bạc. Cờ bạc là trò ăn cướp, giá lại đêm nay còn nhiều chuyện phải làm. Trước hết là xem phim, dự tiệc. Đến 3 giờ sáng, hắn còn phải giúp Dante giết thằng Cross, xong còn đem xác nó ra chôn ở sa mạc. 5 giờ chiều hôm đó, Benz mời cánh cao cấp của bộ phim Messalina đến villa hắn uống rượu. Athena, Dita Tommy, Skippy Deer và nhân vật đặc biệt là Cross Delena. Nhưng Cross từ chối, diễn cớ công việc quá bề bộn trong buổi tối đặc biệt này. Benz đem theo chiến công mới tình của hắn, một con bé dẻ còn tươi roi rói, tên Johanna, do một tay săn lùng tài năng phát hiện ra được ở một tỉnh lẻ tại Oregon. Đẹp, nhưng không có tí tài năng nào. Con bé toát ra một vẻ thanh tân mà nét ngây thơ tạo thành hấp lực. Nó đã ký một hợp đồng 500 đô một tuần trong 2 năm. Còn rành lão luyện tới mức một mực từ chối ngủ với Bobby Benz, cho tới khi hắn phải hứa đưa nó đi Vegas dự buổi chiếu Messalina. Nhưng Skippy Deer ở sát vách chung một biệt thự với Benz cứ tò tò theo hắn như con ma só, khiến hắn không thể nào tranh thủ được với con bé Johanna, làm hắn nổi quạo. Trong khi đó, Skippy Deer cũng đang quá rồ với mấy cái ý cho cuốn phim hắn rất mê. Quá rồ vì lợi là chuyện thường ngày của một nhà sản xuất. Deer nói với Benz về thằng Jim Lucy, một thằng cớm anh hùng vĩ đại nhất của sở cảnh sát Los Angeles, một thằng chó đẻ to con, đẹp trai đến có thể tự sắm vai của nó, vì cái truyện phim này viết theo đời nó. Một trong những chuyện người thật việc thật tuyệt cú nhất mà người ta có thể tha hồ thêm mắm dặm muối vô. Cả Deer và Benz đều biết Lucy đang nuôi đầy ảo tưởng, muốn trở nên một nhà sáng tạo tầm cỡ, nên nó sẽ bán truyện phim với giá rẻ để sớm được dựng thành phim. Skippy Deer hồ hởi thêm thắt cho cốt truyện. Không ai biến chuyện tào lao thành chuyện hay như hắn. Trong lúc cao hứng, hắn nhất định phone cho Lucy mời dự buổi cocktail 5 giờ chiều trước khi Benz kịp phản đối. Lucy hỏi hắn có thể dẫn theo một người bạn không? Deer ok liền, vì cứ tưởng hắn dẫn theo một con bạn gái. Nhà sản xuất Skippy Deer khoái hòa trộn các thế giới vào nhau. Ai mà biết được phép lạ gì sẽ xảy ra? Cross Delena và Lia Vassi cùng trong phòng trên lầu thượng khách sạn Sanadu ra lại các chi tiết sẽ tiến hành đêm nay. Lia bảo: tôi đã gài xong người của mình. Tôi kiểm soát khu biệt thự. Không đứa nào biết tôi và anh sẽ làm gì. Tụi nó không dự vào việc này. Nhưng tôi được tin thằng Dante đã đem người từ nhà tới, đào sẵn quyệt cho anh ngoài sa mạc rồi đó. Đêm nay ta phải rất thận trọng. Tôi lo việc sau tối nay hơn. Lúc đó phải lo vụ ông Trùm. Anh có nghĩ ông đã tung tiền gom hết tin tức rồi không? Không chắc,
nhưng đây là hy vọng độc nhất của ta. Cross nhún vai. Tôi không có đường lựa chọn. Thằng Dante đã giết cha tôi, nên giờ nó phải giết tôi thôi. Ngừng một lát, nó nói tiếp. Chỉ hy vọng ông Trùm đừng ủng hộ nó lúc khởi sự. Vì nếu ông nhúng vô ngay từ đầu, thì tụi mình hết đường. Lia thận trọng bảo. Hoặc chúng ta bỏ dở kế hoạch, trình bày hết những khó khăn của ta với ông, để ông Trùm quyết định và hành động. Không, không đợi nào ông quyết định chống lại thằng cháu ngoại đâu. Tất nhiên là anh đúng rồi, nhưng nè, ông Trùm cũng hơi nhũng rồi đó. Ông để tụi Hollywood bịp anh. Hồi còn trẻ, đời nào ông cho phép vậy? Không nói chi chuyện tiền bạc. Cái điều chúng nó tỏ ra bất kính với ông kìa. Cross châm thêm rượu vào ly của Lia và mồi cho hắn điếu xì gà. Nó không kể cho hắn nghe về David Redfellow. Nó hỏi đùa. Anh thích cái phòng này của anh chứ? Lia bập bập điếu xì gà. Thật vô ích. Đẹp đấy. Nhưng để làm gì? Tại sao người ta cứ phải sống kiểu này? Phí quá. Nó làm người ta mất nhuệ khí. Nó tạo ra những đố kỵ. Vì thế mà chúng muốn thịt anh. Cha tôi là người giàu có ở Sicily, nhưng suốt đời ông không hề sống xa hoa. Anh không hiểu đất Mỹ. Bất cứ một thằng nghèo nào được thấy bên trong biệt thự này đều mê tơi. Vì chúng tự biết tận đáy lòng là một ngày kia chúng sẽ sống một nơi như vậy. Ngay lúc đó, điện thoại riêng của nó trong phòng reo lên. Quách nhấc máy. Chính Athena. Tim nó rộn lên. Nàng hỏi. Mình gặp nhau trước buổi chiếu được không? Nếu em lên phòng anh thì được. Thật tình anh không thể rời đây. Athena nói mát. Lịch sự quá. Vậy mình gặp nhau sau bữa tiệc vậy. Em sẽ bỏ về sớm. Anh có thể tới villa em. Thật tình anh không đi được. Sáng mai em trở lại Los Angeles. Ngày mốt em bay qua Paris. Chúng mình sẽ không gặp được riêng nhau cho đến khi anh qua đó. Nếu anh qua. Cross nhìn Lia. Lia nhăn mặt lắc đầu. Vì vậy Cross nói với Athena. Em lên phòng anh nghe. Anh năn nỉ đấy. Một lúc lâu nàng mới trả lời. Dạ, anh chờ em chừng một tiếng nha. Anh sẽ gửi xe và toán an ninh đến đón. Tụi nó sẽ chờ đón em. Nó gác máy nói với Lia. Mình phải bảo vệ cô ấy. Thằng Dante nó điên, dám làm bất cứ điều gì. Bữa tiệc cốc tai của Benz được tô điểm thêm bởi những người đẹp. Melo Stewart dẫn theo một nữ diễn viên trẻ rất nổi tiếng trên sân khấu, khiến hắn và Skipedia định trao giai nữ chính trong truyện phim của Jim Lossi. Cô nàng có da đẹp mạnh bạo của dân Ai Cập, nét mặt cương nghị, phong cách quý phái. Benz cặp với nàng trinh nữ thơ ngây mới được phát hiện, còn bé Johanna, cái biệt danh còn nhỏ thì chưa được quyết định, còn Athena chưa bao giờ lộng lẫy thế và đang bị các bạn dây quanh. Claudia, Tita Tommy và Molly Flanders. Athena lặng lẽ khác thường, nhưng con bé Johanna và cô đào sân khấu Lisa Vrongay vẫn nhìn nàng vừa sợ vừa ghen. Cả hai tiến tới chỗ Athena, vì nữ hoàng mà cả hai nuôi hy vọng có ngày thay thế. Claudia hỏi Bobby Benz. Anh không mời anh tôi sao? Có chứ, nhưng anh ấy bận quá. Claudia cười nói. Cảm ơn anh đã giúp gia đình Agnes lấy được số tiền của anh ấy. Benz trả lời. Molly trấn lột tôi thì có. Hắn luôn quý Claudia. Có vẻ gì lão Marion cũng từng quý mến cô, nên hắn không e ngại đùa với cô. Hắn bảo. Bộ Molly dí đại bác vào đầu tôi đấy. Nhưng ông Marion đã vẫn thường cho phép ông làm căng hơn nữa ấy chứ. Benz nhìn sững Claudia. Tự nhiên hắn muốn khóc quá. Chẳng bao giờ hắn có thể trở thành một con người như Marion. Hắn nhớ lão quá trời. Trong lúc đó thì thằng cha Skipidia cứ dí em Johanna vào góc nhà mà thủ thỉ về cái phim mới của hắn. Hắn bảo con bé. Trông em hợp vai này lắm. Em thiếu kinh nghiệm. Nhưng anh có thể qua mặt lão Bobby để em tới diễn thử. Rồi hắn tâm tình cái kiểu lo lắng cho nhau. Anh nghĩ là em nên đổi tên đi. Cái tên Johanna không có vẻ điện ảnh tí nào. Câu nói ngụ ý hứa hẹn một vị ngôi sao tương lai đấy. Hắn thấy mặt con bé đỏ lên. Những hứa hẹn kiểu đó quả là có hiệu lực. Với mấy con nhỏ tin vào nhan sắc và mơ màng chuyện minh tinh. Nó cũng đầy đam mê như mấy cô gái thờ phục hưng, mong mỏi quá thánh vậy.
Khi nụ cười nhạo báng của Ernest Bell hiện ra trước mặt, Dear thầm nhủ. Cứ cười cho đã đi. Đằng nào cũng dẫn đến khổ hình hơn là vinh quang. Nhưng đó chỉ là một phần cái giá phải trả thôi. Johanna muốn tới bắt chuyện với Benz. Đi quay qua nhập bọn với Melo Stewart và bồ mới của hắn, cô nàng diễn viên sân khấu Lisa. Mặc dù ả có tài trên sân khấu, nhưng Skippy nghi ngờ cái tương lai điện ảnh của ả quá. Ống kính rất tàn nhẫn với loại nhan sắc này, và cái thông minh của ả có thích hợp với nhiều vai. Nhưng Melo nặng nặc đòi bằng được vai nữ chính của ả trong cuốn phim của Lucy và có nhiều khi cũng khó từ chối thằng cha Melo. Giả lại, cái vai nữ chính trong bộ phim này cũng chỉ là một vai dớ dẫn cho thêm phần tươi mát thôi. Rhea hôn cả hai má Lisa nói. Tôi đã xem cô ở New York, vai diễn thật tuyệt vời. Hy vọng cô sẽ tham gia trong cuốn phim mới của tôi. Melo cho là cô sẽ là một cú đột phá ngoạn mục trên màn ảnh đấy. Lisa cười hờ hững. Tôi phải coi kịch bản đã. Rhea thấy ngay cái vẻ kiêu kỳ cố hữu của mấy ả. Á đang chuyển hướng cuộc đời và á đòi coi kịch bản trước cơ. Hắn thấy Melo mỏng mỉm cười thú vị. Dia bảo, tất nhiên, nhưng cô tin tôi đi. Đời nào tôi đưa ra một kịch bản không xứng đáng với tài năng của cô. Melo bao giờ cũng hăng làm ăn hơn yêu đương dớ dẫn. Hắn vừa bảo Lisa. Lisa, tôi anh bảo đảm là vai chính này là một vai hạng A đấy. Giả lại, kịch bản phim không cứng nhắc như kịch bản sân khấu đâu. Có thể sửa đổi cho em vừa ý. Ả ban cho hắn nụ cười ấm áp hơn một tí. Anh mà cũng tin ba cái chuyện tà lao ấy à? Kịch bản sân khấu cũng sửa đổi tùm lum. Vậy chứ anh nghĩ tụi này làm gì khi đi diễn thử ở mấy tỉnh nhỏ trước? Cả hai chưa kịp trả lời thì Jim Losey và Dante Clericuzio bước vào. Dia dội bước tới đón chào rồi giới thiệu với khách trong bữa tiệc. Losey và Dante thật là một cặp tréo ngoe. Losey cao lớn, đẹp mã, ăn mặc không che được, bất chấp cái nóng tháng 7 của Vegas, dẫn sơ mi cà vạt chỉnh tề. Còn thằng Dente đi kế hắn, thân hình cuồn cuộn cơ bắp như muốn bung ra khỏi cái áo thun. Cái mũ thời phục hưng, sáng ngời đá quý, thượng trên cái đầu tóc xoắn đen và quá ngắn. Hầu hết những người đang có mặt, những chuyên gia trong thế giới biến giả thành thật, đều biết rằng hai thằng này không thể biến thành thật được. Tuy hai đứa có gia lập gì, nhưng chúng không thể nhập hội với họ được. Mặt chúng lì và lạnh, khó kiếm được một bản sao nào như vậy. Lucy lập tức bắt chuyện với Athena. Hắn bảo đang nóng lòng thấy cô trong phim Messalina. Hắn đẹp cái kiểu mặt ngầu ngầu đe dọa, mà lại làm ra giả nai, quỷ lưỡi nữa. Phụ nữ luôn thấy hắn duyên dáng, không lẽ Athena là ngoại lệ? Dante tự rót ly rượu rồi ngồi nơi trường kỷ. Không ai lại gần nó trừ Claudia. Suốt bấy nhiêu năm, hai đứa chỉ gặp nhau độ ba lần tất cả. Những gì hai đứa còn có thể chia sẻ là những kỷ niệm ấu thời. Claudia hôn lên má Dante. Khi còn nhỏ, Dante thường hành hạ cô, nhưng lúc nào cô cũng nghĩ đến nó với chút lòng trìu mến. Dante đứng dậy ôm cô, nói. Cô đẹp quá, Claudia. Nếu hồi nhỏ cô cũng như vậy, tôi đâu có quýnh cô dữ vậy. Claudia giở cái mũ khỏi đầu nó. Anh Crush có kể cho tôi nghe về mấy cái nón của anh. Nó làm anh trông bảnh ghê chứ. Rồi cô tự đội cái mũ lên đầu bảo, đến giáo hoàng cũng không có được cái nón dễ thương như thế này. Dante bảo, ông ấy thì thiếu món gì, còn cô, ai ngờ được cô trở thành nhân vật quan trọng trong điện ảnh chứ. Hồi này anh làm gì? Tôi nắm một công ty thịt, cung cấp cho các khách sạn. Nè, cô có thể giới thiệu tôi với ngôi sao xinh đẹp kia của cô không? Claudia đưa nó đến chỗ Athena. Athena mỉm cười nhìn cái mũ thời phục hưng của nó. Dante ráng tỏ ra dễ thương ngộ nghĩnh. Lucy vẫn đang tiếp tục tán tỉnh. Tôi biết cuốn phim của cô sẽ rất vĩ đại. Sau bữa tiệc, có lẽ cô cho phép tôi làm gạt đờ co cho cô trở về bên biệt thự, rồi mình làm vài ly với nhau. Hắn đang trình diễn một vai anh cốm tốt. Athena khéo léo từ chối, cô cười rất tươi, bảo. Tôi thích vậy lắm, nhưng tôi chỉ ở lại bữa tiệc có nửa giờ. Tôi không muốn anh phải bỏ về dở dang. Sáng sớm mai, tôi phải lên máy bay qua Pháp. Thật tình tôi có nhiều việc phải làm. Dante ngưỡng mộ nàng thật sự. Nó thấy nàng không ưa và có vẻ sợ thằng Lucy. Nhưng nàng làm cho Lucy tưởng như nó có thể bằng cách nào đó chiếm được nàng. Lucy lại nói, tôi có thể bay cùng cô đi Los Angeles. Bay chuyến mấy giờ? Anh tốt quá, nhưng đó là máy bay thuê bao,
Nhỏ thôi, giờ hết chỗ mất rồi. Khi Athena an toàn về tới biệt thự, nàng gọi Crush và báo cho nó biết nàng trên đường đến gặp nó. Việc đầu tiên Athena nhận thấy là vấn đề an ninh. Tại thang máy dẫn lên lầu thượng khách sạn Xanadu cũng có đám bảo vệ. Trong thang máy có đặt camera trên trần và khi cửa mở dẫn vô một phòng nhỏ có sẵn 5 người đang gác. Một người đứng ngay cửa chào nàng, một tay khác đang ngồi tại cái bàn duy nhất. Trên bàn là hàng loạt màn hình TV. Hai tay khác đang chơi bài nơi góc phòng. Còn một tên ngồi trên ghế dài đang đọc tờ Sports Illustrated. Tất cả đều nhìn nàng đăm đăm, hơi kinh ngạc. Cái nhìn mà nàng đã bắt gặp nhiều lần, nó chứng tỏ cái nhan sắc đặc biệt của nàng. Nhưng từ lâu rồi, điều đó không còn khơi dậy sự kiêu hãnh trong nàng nữa. Giờ nó chỉ làm cho nàng cảm thấy thấp thoáng những hiểm nguy. Gã ngồi tại bàn nhấn nút mở cánh cửa thông qua phòng Cross. Nàng bước vào, cánh cửa sau lưng nàng khép lại. Nàng đứng trong phòng làm việc. Cross ra gặp nàng, rồi đưa nàng vô phòng khách. Nó nhẹ nhàng hôn môi nàng, dìu nàng qua phòng ngủ. Không nói một lời, cả hai trút bỏ quần áo, trần truồng, siết lấy nhau. Được ôm ấp thân thể nàng, được nhìn ngắm khuôn mặt rạng rỡ của nàng, Cross cảm thấy bớt khổ đau, làm nó bật ra tiếng thở dài, bảo: "Anh thà cứ được nhìn ngắm em, còn hơn phải làm bất cứ điều gì khác trong đời." Chúng ta vừa nghe xong tập 29 Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.